Unit 11, Science and Technology, Getting Started. Ở bài học hôm nay thì chúng ta sẽ có một số từ mới như sau. Learning online. Học trực tuyến. Prefer. Cộng với động từ thêm ing. Thích cái gì đó hơn. Interact. Động từ tương tác. During. Trong suốt. Epidemic. Danh từ dịch bệnh. Face to face. Trạng từ trực tiếp, đối mặt. Breakout room. Danh từ phòng họp chia nhỏ, chia nhóm. Technology. Danh từ công nghệ. Enough. Trạng từ đủ. Screen. Danh từ màn hình. Mean. Động từ ý. Available. Tính từ có sẵn. Brilliant. Tính từ thông minh. That's brilliant. Điều đó thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Invention. Danh từ sự phát minh. Ill. Nó bằng với sick là tính từ ốm, đau. Mark. Động từ đánh dấu, để ý, chấm bài. Feedback. Danh từ ý kiến phản hồi. Can't wait. Nóng lòng, không thể chờ đợi. Fantastic. Tính từ tuyệt vời. Contact lens. Kính áp tròng. Clearly. Trạng từ rõ ràng. Essay. Bài tiểu luận, danh từ. Discover. Động từ khám phá. Antibiotic. Kháng sinh. Danh từ. Bartender. Danh từ nhân viên pha chế. Unit 11, Science and Technology. Page 114. Getting started. Great news for students. Activity 1. Listen and read. Anne, do you like yesterday's lesson? I really enjoy learning online. I prefer having face-to-face classes. I like to interact with my classmates during the lessons. I think online classes are convenient during bad weather or epidemics. Also, students can still interact when they are in breakout rooms. But the internet connection doesn't always work well enough for us to learn online. And my eyes get tired when I work in front of the computer screen for a long time. I know what you mean, but there's some great news for us. 3D contact lenses will soon be available. With them, our eyes won't get tired when looking at a computer screen all day long. Wow, that's brilliant! Another helpful invention is robot teachers. They will teach us when our human teachers are not available or get ill. My uncle said the robots would be able to mark our work and give us feedback too. Fantastic! I can't wait! Unit 11, Science and Technology. Page 114. Getting started. Great news for students. Activity 1. Listen and read. Anne, do you like yesterday's lesson? I really enjoy learning online. Anne, bạn có thích buổi học hôm qua không? Mình rất là thích học trực tuyến. I prefer having face-to-face classes. I like to interact with my classmates during the lessons. Mình thích học trực tiếp ở lớp hơn. Mình thích tương tác với những người bạn cùng lớp của mình trong suốt tiết học. I think online classes are convenient during bad weather or epidemics. Also, students can still interact when they are in breakout rooms. Mình nghĩ rằng các lớp học trực tuyến thì tiện lợi trong những cái lúc thời tiết xấu hoặc là dịch bệnh. Hơn nữa thì học sinh vẫn có thể tương tác với nhau khi họ làm việc theo nhóm nhỏ. But the internet connection doesn't always work well enough for us to learn online. And my eyes get tired when I work in front of the computer screen for a long time.
Nhưng kết nối mạng thì không phải lúc nào cũng đủ ổn định để có thể học trực tuyến. Và mắt của mình thì trở nên mỏi khi mà mình làm việc trước cái màn hình máy tính trong một thời gian dài. I know what you mean, but there's some great news for us. 3D contact lenses will soon be available. With them, our eyes won't get tired when looking at a computer screen all day long. Mình hiểu ý bạn, nhưng ở đây có một số tin tức tốt cho chúng ta. Kính áp tròng 3D sẽ sớm có với chúng. Thì mắt của chúng ta sẽ không bị mệt khi chúng ta nhìn vào màn hình máy tính cả ngày. Wow, that's brilliant. Wow, thật là tuyệt vời. Another helpful invention is robot teachers. They will teach us when our human teachers are not available or get ill. My uncle said the robots would be able to mark our work and give us feedback too. Và một phát minh hữu ích khác đó là giáo viên robot. Chúng sẽ dạy cho chúng ta khi giáo viên thật, giáo viên con người của chúng ta không thể đến lớp hoặc là bị ốm. Bác của mình nói rằng những cái con robot này sẽ có thể chấm điểm cho chúng ta và đưa ra những cái lời nhận xét nữa. Fantastic! I can't wait! Hay quá! Mình rất là nóng lòng, mình không thể đợi được nữa. Activity 2. Read conservation again and teach tea to our effort. Hãy đọc lại đoạn hội thoại lần nữa và chúng ta hãy tích vào câu T là đúng và hoặc là F for là sai. Number 1. Anne and Minh had a face-to-face class yesterday. Anne và Minh đã có một tiết học trực tiếp vào ngày hôm qua. Đúng hay sai? Chúng ta quay trở lại cái bài đọc và chúng ta tìm thấy thông tin ở đây. Anne, do you like yesterday's lesson? I really enjoy learning online. Thì bạn Minh có nói là Anne, bạn có thích buổi học hôm qua không? Mình thật sự rất là thích học trực tuyến. Thì ở đây chứng tỏ là hai bạn này đã học cái buổi học ngày hôm qua là học online chứ không phải là học trực tiếp. Vì thế ở đây câu đáp án sẽ là câu sai. Chúng ta sẽ tích vào câu F. Number 2. Anne likes face-to-face classes because she can interact with her classmates. Anne thì thích học các lớp học trực tiếp bởi vì cô ấy có thể tương tác với những người bạn cùng lớp của mình. Câu này chúng ta quay lại bài đọc cho chúng ta thấy xem thử nó đúng hay sai. Bạn An có nói là gì? I prefer having face-to-face classes. I like to interact with my classmates during the lessons. Mình thích học trực tiếp ở những lớp học trực tiếp hơn. Mình muốn tương tác với bạn cùng lớp trong các buổi học. Thì đây chính là một câu đúng. Chúng ta sẽ tích vào câu T. Number 3. Minh finds online classes inconvenient. Minh cho rằng các buổi học trực tuyến thì không thuận lợi, không tiện lợi. Chúng ta sẽ quay trở lại cái bài đọc và chúng ta tìm thấy cái đoạn mà Minh nói là sao. I think online classes are convenient during bad weather or epidemic. Also, students can still interact when they are in breakout rooms. Mình nghĩ rằng những cái lớp học trực tuyến thì có rất là tiện ích trong những lúc có thời tiết xấu hay là dịch bệnh. Hơn nữa thì học sinh cũng có thể tương tác khi mà họ ở trong các nhóm nhỏ. Vậy câu này sẽ là một câu sai. Chúng ta stick vào cái câu 4. Number 4. When students use 3D contact lenses, their eyes will not get tired. Khi mà học sinh dùng kính áp tròng 3 chiều thì mắt của họ sẽ không bị mỏi. Trong đoạn hội thoại thì bạn Minh có nói là gì? I know what you mean, but there's some great news for us. 3D contact lenses will soon be available. With some, our eyes won't get tired when looking at a computer screen on the day long. Mình hiểu ý bạn, nhưng có một cái tin tốt cho chúng ta sẽ sớm có kính áp tròng 3D. Với nó thì chúng ta có thể nhìn thấy màn hình máy tính cả ngày mà không bị mỏi mắt. Nên câu này sẽ là một câu đúng. Chúng ta sẽ tích vào câu T. Number 4. Robot teachers will be able to mark papers and comments on students' work. Giáo viên robot sẽ chấm bài, có thể chấm bài và nhận xét bài làm của học sinh. Chúng ta tìm thấy thông tin ở đoạn bạn Minh nói là gì?
Another helpful invention is robot teachers. They will teach us when our human teachers are not available or get ill. My uncle said the robots would be able to mark our words and give us feedback too. Một cái phát minh hữu ích khác đó là robot giáo viên robot. Chúng sẽ dạy cho chúng ta khi giáo viên thật của chúng ta không thể đến lớp hoặc là bị ốm. Chú của mình nói rằng những con robot đó có thể chấm bài, chấm điểm bài và đưa ra những lời nhận xét. Thì đây chính là một đáp án đúng, nên chúng ta sẽ tích vào cái cột T. Activity 3. Label each picture with a phrase from the box. Hãy dán nhãn cho mỗi bức tranh với một cái cụm từ được cho ở trong khung. Trong khung người ta cho mình một số cụm từ như sau: 3D contact lenses, kính áp tròng 3 chiều, robot teachers, giáo viên người máy, online class, lớp học trực tuyến, computer screen, màn hình máy tính, breakout rooms, phòng học chia nhỏ hoặc chia nhóm, internet connections, kết nối internet. Sau khi chúng ta đã biết được nghĩa của những từ ở trong khung thì bây giờ các em hãy điền chúng vào trong những bức tranh tương ứng thích hợp. Ở bức tranh thứ nhất thì đó chính là gì? Đó chính là màn hình máy tính, computer screen. Ở bức tranh số 2, đây chính là kính áp tròng 3D, 3D contact lenses. Bức tranh số 3 thì chúng ta thấy đây là gì? Một cái lớp học trực tuyến, online class. Bức tranh số 4, đây là giáo viên người máy, robot teacher. Bức tranh số 5, đây là một cái phòng học chia nhỏ, thành từng nhóm nhỏ, breakout rooms. Và bức tranh số 6, đây là kết nối internet, kết nối mạng, internet connections. Activity 4, complete the sentences using phrases in activity 3. Hãy hoàn thành những câu sau, sử dụng những cụm từ được cho bài số 3. The first sentence, I can't see the documents on the computer very clearly. I need a laser. Mình không thể xem được những tài liệu này rõ ràng trên máy tính. Mình cần một cái gì đó to hơn. Ở đây chúng ta có dữ liệu là gì? Nhìn những cái tài liệu trên máy tính thì phải thông qua một cái màn hình, mà cái màn hình này có thể là nhỏ nên không thể nhìn được, cần một cái lớn hơn, nên chúng ta sẽ sử dụng từ computer screen. Number 2. During our lessons, our teachers put us into 4 group discussions. Trong suốt bài học của chúng tôi, giáo viên của chúng tôi đưa chúng tôi vào cái gì đó để thảo luận theo nhóm. Thì trong suốt các bài học của chúng tôi thì giáo viên đã đưa chúng tôi vào cái phòng học chia nhỏ để thảo luận theo nhóm, nên chúng ta sẽ sử dụng từ breakout rooms. Number 3. Encourage a teacher in lecture primary students. Một cái gì đó ở Hàn Quốc dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Thì ở đây chúng ta có từ khóa là từ gì? Dạy, chính là giáo viên sẽ dạy. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng từ một giáo viên người máy sẽ dạy, ở Trung Quốc sẽ dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học. A robot teacher in Korea teaches English to primary students. Chúng ta sử dụng từ robot teacher cho vị trí số 3. Number 4. We had an yesterday with a teacher in the US. Chúng ta có cái gì đó hôm qua với một cái giáo viên người Mỹ. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái buổi học trực tuyến ngày hôm qua với giáo viên người Mỹ. Chúng ta sẽ sử dụng từ online class. Number 5. Can I wear and watch a movie too? Mình có thể mang cái gì đó và vừa xem phim được không? Thì chúng ta còn lại từ 3D contact lenses. Mình có thể vừa mang kính áp tròng 3D và vừa xem phim được không? Activity 5. Which, do you know what things were invented in this year? Working pair and find out. Giải câu đố. Bạn có biết những thứ gì đã được phát minh trong những năm này không? Hãy làm việc theo cặp và tìm ra chúng. Number 1. 1822. Charlie Babbage invented it. Students used it to type essays and to learn online.
Năm 1822 thì Charles Babbage đã phát minh ra nó, học sinh sử dụng nó để viết đánh các luận văn và học để học trực tuyến, thì đó chính là máy tính, the first computer. Number 2, 1876. Alexander Graham Bell invented it. We use it to communicate with our friends and families. Vào năm 1876 thì Alexander Graham Bell đã phát minh ra nó. Chúng ta sử dụng nó để giao tiếp với bạn bè và gia đình của chúng ta. Đó chính là the telephone, chiếc điện thoại. Number 3, 1928. Sir Alexander Fleming discovered it. It was the world's first antibiotic. Vào năm 1928, ngài Alexander Fleming đã khám phá ra nó. Nó là thuốc kháng sinh đầu tiên trên thế giới, đó chính là penicillin. Number 4, 1989. Tim Berners-Lee invented it. It cleans information sources so everyone can accept them. Năm 1989, Tim Berners-Lee đã phát minh ra nó. Nó liên kết các nguồn thông tin, vì vậy mọi người có thể truy cập chúng. Đó chính là World Wide Web. Number 5, 2000. Honda developed it can run dumb and work as a bartender. Vào năm 2000, Honda đã phát triển nó. Nó có thể chạy, nhảy và làm việc như một người nhân viên pha chế rượu. Dựa vào những cái thông tin được tìm hiểu thì ở đây cô có cho đáp án đó là Robert Asimov. A Close Look One. Ở bài học A Close Look One này thì chúng ta sẽ có một số từ vựng như sau. Recognition. Chính từ, sự nhận biết, sự công nhận. Face recognition. Danh từ, công nghệ nhận dạng gương mặt. Eye tracking. Công nghệ theo dõi cử động mắt. Digital. Tính từ, kỹ thuật số. Scanner. Danh từ, máy quét. Experiment. Danh từ, thí nghiệm. Video conferencing. Hội nghị truyền hình, hội nghị họp video. Fingerprint scanner. Máy quét vân tay, thiết bị quét vân tay. Digital communication. Giao tiếp kỹ thuật số. Element. Danh từ, yếu tố, nguyên tố. Medicine. Danh từ, thuốc. Planet. Danh từ, hành tinh. Invent. Động từ, phát minh. Danh từ của nó là invention. Create. Động từ, tạo ra. Develop. Động từ, phát triển. Development. Sự phát triển. Danh từ. Light bulb. Bóng đèn. Carry out. Động từ, thực hiện, tiến hành. Cure. Động từ, chữa trị, điều trị. Cancer. Danh từ, ung thư. Attendance. Danh từ, sự có mặt, người tham dự. Activity 1. Write a word or phrase from the box under each picture. Hãy viết một từ hoặc cụm từ từ trong khung dưới mỗi bức tranh. Trong khung này người ta cho mình một số từ như sau. Face recognition. Công nghệ nhận dạng gương mặt. Experiments. Thí nghiệm. Video conferencing, hội nghị họp video hoặc là hội nghị truyền hình. Eye tracking, công nghệ theo dõi cử động mắt. Fingerprint scanner, máy quét vân tay. Digital communication, giao tiếp kỹ thuật số. Chúng ta đã tìm hiểu được nghĩa của những cái từ được cho trong khung rồi, thì bây giờ các em hãy điền chúng vào những cái bức tranh tương ứng ở bên dưới. Ở bức hình thứ nhất thì chúng ta thấy đây là có một số bạn trẻ đang giao tiếp với nhau thông qua một số cái phương tiện giao tiếp như là máy tính, điện thoại, TV v.v. Thì đó chính là giao tiếp công nghệ kỹ thuật số, chúng ta có từ digital communication. Ở bức hình số 2 thì chúng ta thấy đây là một cái công nghệ nhận dạng gương mặt, đó là gì? Face recognition. Ở bức hình số 3 thì chúng ta thấy đây là một cái theo dõi cử động mắt. Eye tracking. Bức hình số 4 thì đây là một người đang làm thí nghiệm.
experiment. Bức hình số 5, đây là đang quét máy quét vân tay, fingerprint scanner. Và bức hình số 6, bức hình cuối cùng, đó chính là một cái hội nghị truyền hình, hội nghị họp video, video conferencing. Activity 2, choose the option that best completes is phrased. Hãy chọn sự lựa chọn đúng nhất cho mỗi cụm từ sau. Ở đây chúng ta có 5 động từ. Number 1, invent, phát minh. Number 2, discover, khám phá. Number 3, create, tạo ra. Number 4, develop, phát triển. Bây giờ chúng ta sẽ nối xem thử cái những cái động từ này sẽ nối với một cái từ nào phù hợp với nghĩa của nó. Câu 1, invent, chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn: A, a device; B, a new areas. Phát minh ra một cái thiết bị mới thì chúng ta sẽ có đối với câu A, invent a device. Number 2, discover. Discover a chemical element là khám phá ra một cái nguyên tố hóa học mới, hay là discover a technology, khám phá ra một cái công nghệ. Thì đáp án đúng ở đây chính là gì? Khám phá ra một cái nguyên tố hóa học mới. Discover a chemical element. Number 3, create, tạo ra cái gì? A, the weather, thời tiết. B, a medicine, là một cái loại thuốc. Thì chúng ta sẽ là tạo ra một loại thuốc, nên chúng ta sẽ chọn đáp án B. Number 4, develop, phát triển cái gì? A planet, là một cái hành tinh. B là a technology, phát triển một cái công nghệ. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án B, develop a technology. Activity 3, complete sentences with the words and phrase from the box. Hãy hoàn thành những câu sau với những từ và cụm từ được cho ở trong khung. Chúng ta có một số từ và cụm từ được cho ở trong khung như sau: invented, phát minh; experiment, những cái thí nghiệm; fingerprint scanner, là máy quét vân tay; created, tạo ra; discovered, là khám phá. Number 1, Marie Curie and Pierre Curie, radium and polonium. Marie Curie và Pierre Curie đã làm gì ra các nguyên tố radium và polonium? Thì ở đây chúng ta sẽ dùng từ khám phá. Họ đã khám phá ra những cái nguyên tố radium và polonium. Chúng ta sẽ dùng từ discover cho vị trí số 1. Number 2, Thomas Edison's The Light Bulb in 1880. Thomas Edison đã cái gì đó bóng đèn năm 1880. Thì Thomas Edison đã phát minh ra bóng đèn vào năm 1880. Chúng ta sẽ sử dụng từ invented cho vị trí số 2. Number 3, Sarah Gilbert is the creator of a vaccine. She is in 2020. Sarah Gilbert là người đã sáng tạo ra một cái loại vaccine. Cô ấy cái gì đó, nó vào năm 2020. Thì cô ấy đã tạo ra nó vào năm 2020. Chúng ta sẽ sử dụng từ created. Number 4, scientists have carried out many to find a cure for cancer. Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều cái gì đó để tìm ra cách chữa trị bệnh ung thư. Thì ở đây chúng ta có nhiều cái thí nghiệm, chúng ta sử dụng từ experiments. Và một cái nhận dạng ở câu này chúng ta cũng có thể là sau many cộng với một cái danh từ số nhiều, thì ở đây chỉ có mình từ experiments này là danh từ số nhiều, nên chúng ta sẽ điền nó vào câu số 4. Number 5, scan your fingers on this to check attendance, please. Hãy quét cái ngón vân tay của bạn lên trên cái máy quét vân tay để điểm danh. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng máy quét vân tay là fingerprint scanner. Unit 11, Science and Technology, page 116, A Closer Look, 1, Pronunciation, Sentence Stress. Activity 4. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the bold syllables. 1.
I don't have a computer. 2. Do you call her every day? No, I don't. 3. They are not familiar with that new computer. 4. Did you lend her your laptop? Yes, I did. 5. Who do you work with on Sundays? Unit 11, Science and Technology. Page 117. A Closer Look, 1. Pronunciation. Sentence Stress. Activity 5. Listen and repeat the sentences. How many stressed words are there in each sentence? 1. He is an inventor. 2. We won't have a robot teacher next year. 3. She likes learning online. 4. Was she checking attendance when you came? No, she wasn't. 5. What did he invent? Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh YouTube Lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.